Chuối nào? Chuối này. Chuối này này. Chuối này 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 này. Chuối con dài này này. Anh làm gì con? Chưa, anh vào anh chốt cửa chưa? Chốt cửa nhưng mà chẳng may video mình chẳng cho ăn, chẳng em đi lại chẳng cho ăn người. Mọi người qua cửa vào mất mất thứ à? Đấy. Bây giờ mọi người thì chắc mọi người nên ngủ thôi. Tao mà không sợ. Ấy à? Thật. Em kệ mọi người. Vậy nhá. Hello, mình Hằng, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến video tiếp theo của mình. Thì mọi người ơi, trước khi đến video ấy, thì mình có một câu chuyện muốn nói với mọi người là mọi người cũng biết đấy, là mình với anh Bảo ấy, thì có bán cả bán hương vương ấy, và cả tem mình cũng bán ấy. Nhưng mà số của mình là thẻ đen, thì bị một cái thằng nó dạy dở hơi đấy. Bùng hàng của hai mình, nhưng mà bùng cái số hàng rất là nhiều, 50 hộp. À còn nữa là không biết mọi người có xem video của anh Ngọc không ấy, thì là anh Ngọc Thị Thư ấy thì là có giúp hai bạn mình là bán giúp mình cái số hàng đấy, và hai bạn mình cũng bán. Nhưng mà thật sự để mà nói thì mình rất là mệt mỏi luôn ấy, mình không nghĩ là một ngày nó lại một ngày đẹp trời ấy. Cái sự việc mà mình không nghĩ đến được như thế. Thì qua câu chuyện này thì cũng mình cũng muốn nói đến mọi người là mình mong rằng ấy, có ai mà yêu quý hai của mình, thích xem video của hai của mình và mua sản phẩm của hai của mình, thì mình mong rằng là mọi người là mua hàng của bọn mình là một cách nghiêm túc. Bởi vì là hồi nãy mình quay video với cả qua sự việc này ấy, thì đối với bọn mình ấy thì là cũng coi như là một bài học. Và mình cũng muốn nói với mọi người là có ai mà yêu quý hai mình, thích xem video của hai mình thì với cả mua hàng nữa, thì mọi người hãy mua hàng một cách nghiêm túc. Bởi vì thật sự là mình rất là mệt. Cái chuyện này đến mọi mình rất là sốc luôn ý. Đấy thì mình cũng chỉ có một lời nói như thế thôi. Thì mọi người mua hàng của mình thì mình mong rằng là mọi người hãy mua hàng nghiêm túc. Mình thật sự là chỉ nói thôi, chứ bây giờ mình chửi hay là gì thì lên mạng xã hội người ta là nó cũng không hay ấy. Thế mọi người, thế bây giờ là đây là vào video cho mọi người. Là hôm nay ấy, đây mọi người thấy từ nãy giờ là mình có ăn trộm một quả chuối của mẹ anh Ngọc. Đấy, xong rồi cũng nhìn thấy những kiểu là mình thèm ăn chuối của anh Bảo. Được của nó. Nhưng mà lúc anh ấy là mình sẽ bảo là mình thèm ăn chuối của trong quần anh đấy nha. Nhưng mà cái quả chuối này mà nó xây dựng lên một câu chuyện gì thì mọi người phải xem hết nhá. Bây giờ thì anh Bảo ở dưới cho tí anh ấy lên đấy. Thì mọi người muốn xem trình tiết video như nào xem video nhá. Ok mọi người. A few moments later. Anh có biết anh đang phạm một cái tội gì không? Tội gì? Em rất là đang mong anh bây giờ. Anh rất hút. Mong cái gì mà mong? Mong ngày... Sao? Mong ngày chia tay à? Không. Mong ngày nhớ. Em đặt xuống cái kia phát rồi. Em mong ngày nhớ. Chuối á? Nhưng mà tầm trưa thì ở đâu bán chuối? Không, mà... Anh ơi! Khó thế nhỉ? Khai mà khó như chuối, chuối của anh em mình có chuối. Chuối này này. Chuối nào? Chuối này. Chuối này này. Chuối này này. Chuối con dài này này.
anh em đi có anh em đi có chuối đây. Có nghĩa là không dài từ này đến dài này. Nhưng mà chuối nào? Nhưng mà chuối ngoài quán. Chuối nào? Nhưng là chuối. Bây giờ em đợi anh đây. Là để em thèm ăn chuối của anh. Ừ. Anh còn hỏi chuối nào nữa? Đáng hiểu kiểu gì? Làm gì có chuối nào? Làm có chuối nào? Chuối nó quần anh á. Ừ. Damn! Quần anh có chuối nào nhỉ? Nó có chuối nào? Chuối đây. Chuối đây. Sao chuối em tưởng chuối chuối tao cũng quần anh. Đấy. Em làm cái này á? Khổ lắm. Đây chuối á. Ê bà kia. Khi đi. Khi đi. Tặng rồi. Em ăn chuối. Thì em đợi anh từ lấy giờ ấy, em có ngủ đâu. Nhưng mà thôi. Đấy. Sáng anh không muốn à? Nhưng mà trưa này. Trưa anh vào anh chốt cửa chưa? Chốt cửa nhưng mà chẳng may video mình chẳng cho ăn, chẳng em bây giờ chẳng cho ăn đâu này. Mọi người qua cửa vào mất mất thứ à. Đấy. Bây giờ mọi người chứ chắc mọi người nên ngủ ấy. Thèm ăn á. Thèm ăn hay để lúc chạy mọi người hai để tối để tối cái này em không hiểu nó phải tùy từng hứng cái lúc nào mà nó thích ăn là nó phải ăn được. Nhưng mà anh mà chưa hứng mình cả chưa rồi anh có hứng em hứng được em có hứng là anh không hứng anh ngồi đây nhanh lên nhưng mà anh ngồi đi chạy đấy nhưng mà đấy anh là đang ngó khắm khắm chuối anh là đang có mùi hôi thối này đang khắm rồi chưa rửa khắm em cũng chơi ta ta tắt nhưng mà anh chưa ấy nhưng mà anh chưa bóng gì đang... hay là sáng trưa uống thuốc của nhau không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đang mà không sợ. Đấy nhá. Thật. Em kệ mọi người. Để nhá. Linh Chi. Anh làm gì ấy? Linh Chi. Em bảo em đi với chuối này. Anh nghĩ gì vậy? Bạn khiển cái chuối á. Chân rửa nó dơ. Chuối này. Ở chuối em còn anh. Anh tưởng mà trời ạ. Chú em to cũng được bằng này không? Cứ gì chú em dài bằng này không? Anh nghĩ gì ấy? Cái con tưởng món này ai thèm? Chú ạ. Trời. Chú của bà mẹ ngọc đúng không? Thôi anh ngủ đi. Tưởng bỏ. Ngủ đi này cho miếng. Đi nàng kể quần. Chưa rồi bất đứt. Đi nàng nặng. Chưa rồi. Ai người ta chiều trưa người ta thèm ăn chuối đấy. Nào cho thèm ăn buổi tối thì.